Xin chào mọi người, hôm nay mình đi bơm bùn cho vườn mít ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh. Là bơm theo yêu cầu của chủ vườn, là bơm vào những cái khoảng đất mà chủ vườn đã lấy lên đắp mô đó. Bây giờ mình sẽ bơm sình vào những cái chỗ đất đó, phả mặt bằng liếp lại cho chủ vườn. Đây. Bơm lên tàu sình đặc nha mọi người. Là lên bùn nha mọi người chứ không phải lên nước nha. Tại mình sử dụng máy lớn cho nên cái tốc độ lên rất là mạnh.